bún tép hến nấu kiểu này ăn một lần nhớ cả đời Để luôn. hành phi vô nữa là xong. Cái món này là hồi đó bà ngoại mình nấu cho mình ăn lâu lắm rồi. Rồi sống xa quê xa nhà đâu có ăn được lại đâu. Bữa nay dậy sớm gọi cho bà ngoại, hỏi bà ngoại cách nấu đi chợ mua đồ gì nấu sen đá ngồi thức ăn luôn. Chỉ xong ngoại gằn lại câu sai biết không mọi người. Mày nấu mày nêm nhiều nhiều gia vị chút xíu để mặn mặn chút ăn không có ngán. Trời ơi mình đâu có chịu. Mới nói là thôi ngoại ăn mặn vừa vừa lại thôi. Mặn quá là không có tốt cho sức khỏe đâu. Bữa đi khám mọi người, cái tình trạng sức khỏe của ngoại mình đang cần phải chú ý hơn nữa. Theo mình biết ăn nhiều muối là có rất là nhiều tác hại cho sức khỏe luôn. Nên mình cố gắng tìm cách nêm gia vị ít lại để cái lượng muối ở mức 7 gram trên người trên ngày thôi. Rồi nãy giờ đi chợ kiếm tép kiếm hến mua có ai mừng. Xong qua cô này mua thêm gạo nữa là chạy cái ụt về nhà tranh thủ mần để hồi hai đứa ăn sáng. Nói chung mình không có cần sen đá phụ nên không có cần thức. Đây nè mọi người, mình mua được hến rồi. Nói chung hến này cũng hơi khó mua tại phải sáng thức sớm đi chợ mới có. Bây giờ mình sẽ sơ chế sạch hai cái này lại rồi bắt đầu nấu bún hến tép nha mọi người. Hến với tép mặc dù cô chú anh chị cũng mừng rồi nhưng mà về phải ngâm muối sơ chế cho thiệt là sạch lại. Mấy cái con nào mà dí sình dưới bụng là mọi người phải kỹ nha. Rồi đây là tất cả nguyên liệu để mình làm cái bún hến tép. Sen đá giờ này còn ngủ mọi người. Người yêu mình ít ngủ lắm. Giờ này mới có 12 giờ rưỡi nè. Rồi bây giờ bắt đầu vô nấu nè. Băm cái gốc hành với băm tỏi. Mọi người cho vô phi cho vàng rồi thơm. Xé cái mực với lại tôm khô bỏ vô xào qua xào lại. Do là mình nấu từ sáng tới chiều hai đứa ăn nên ện cái nồi chà bá lửa luôn. Bây giờ mình để cho nó sôi. Bắt cái chảo khác phi tỏi lên. Đổ hết cái mớ hến mới tép nãy vô mình xào. Nêm vô muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng canh đường, cuối cùng là một muỗng canh hạt nêm cà no. Đây là một trong những cái cách mình không có cần cân chỉnh quá nhiều gia vị dẫn tới nêm nếm quá tay là nêm với hạt nêm cà no thay cho muối. Món hôm nay mình chỉ nêm một muỗng canh hạt nêm cà no thôi. Trong cà no chỉ chứa 46% muối. Nếu mà hai muỗng cà phê thì chỉ chứa có 5.22g muối à. Thêm một cái vị đậm đà được chiết xuất từ thịt thăn xương ống và tỉ heo sạch nữa. Chuẩn việc gáp luôn. Mình phái một cái là cà no nó mặn vừa phải mà vẫn đậm đà tròn vị. Rồi mình xào cho hến với tép nó gáo nước rồi mình đổ vô cái nồi nước súp luôn. Cho nấm với lại tàu hũ vô nữa là xong. Cực kỳ đơn giản vậy là mình làm xong cái nồi bún tép hến rồi đó. Mọi người thấy nấu ăn dễ không? Việc cuối cùng là nêm nếm đợi lần nữa cho nó vừa cái khẩu vị mỗi người là xong. Đừng quên hớt bọt nghe. Riêng tôi có món bún này không có món bún nào qua được chứ. Nó thơm cái mùi kỳ cục lắm kìa. Rồi bây giờ múc ra tô ăn với làm gì nữa. Bữa nay nấu cái nồi này hơi bành cà kỳ. Ai ăn nhắn tôi đem qua cho. Để hành phi vô nữa là xong. Rồi. Đây, đồ ăn tới rồi. Hai tô bún khá là xịn luôn nha. Wow, hấp dẫn quá đi. Mọi người ăn cùng mình và sen đá bún tép hến nha. Rồi. Cái mùi nó thơm thơm y gan cái mùi bún quậy vậy đó mọi người. Rồi mình sẽ cho mọi người xem thử cái topping nó có gì nha. Sẽ có nấm nè, tàu hũ nè, đặc biệt là tép. Ngoài tép là còn có tôm khô, rồi mực nữa. Mực khô mọi người. Đặc biệt là hến nha mọi người ơi. Hến là ở đây khó kiếm. Rồi, tôm khô. Mình mua cái rau muống á, sợi này nè, ăn nó giòn nó ngon. Giá thì mình phải mua giá khô, không có hôi nước. Đó là những kinh nghiệm đi chợ mình được truyền lại từ bà ngoại của mình. Em nói thử miếng súp này. Ngon nha, tưởng nhạt nhưng mà vẫn đậm đà ha. Đúng rồi, anh nêm ít mặn lắm, mặn vừa phải à, an toàn sức khỏe. Vừa ăn mặn nhiều, ảnh hưởng sức khỏe đó. Đúng rồi, giờ không nên ăn mặn, ăn mặn không tốt. Em thấy vẫn tròn vị ngon đúng không? Đúng rồi, vẫn ngon, vẫn đậm đà. Anh có nêm cà no á.